Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok các em ạ, thì trong tập trước là chúng ta đã giết được con boss Wither đây đúng không? À, và đây. Đấy, tôi đã có rất là nhiều hoa hồng Wither rồi anh em ạ. Và chúng ta còn xây được cả cái đèn hiệu nữa. Đấy, thẳng đứng lên trời luôn anh em ạ. Đấy, khá là đẹp. Ok các em ạ, thì nếu mà anh em còn nhớ là trong tập trước là chúng ta đã còn gặp cái pháo đài của bọn Piglin đây đúng không? À, nên là hôm nay là tôi sẽ đi đánh chiếm cái pháo đài Piglin anh em ạ. Thế nhưng mà cái nỗi ám ảnh của tôi nó vẫn còn đó. Cái chết của cái vua hát con lần trước vẫn còn đó anh em ạ. Nên là nói chung là bây giờ tôi đi vào tôi vẫn sợ lắm. Nên là bây giờ chúng ta đã chơi gọi là chơi kiểu khác. Đấy, ta sẽ không gọi là lao thẳng vào nữa anh em ạ. Chúng ta chế thuốc. Chế thuốc em nhá. Chế thuốc tàng hình. Đấy, xong đi vào lúc đầu ấy. Chung là người thông minh là phải biết sử dụng đầu óc anh em ạ. Ok anh em, đầu tiên là tôi sẽ phải đi lên và tôi múc tí nước này. Đấy, đây. Tôi múc ở đây luôn này. Ok, đấy, xong rồi xuống và chế thuốc tí. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ làm hai việc anh em nhá. Một là đi cái pháo đài Piglin, và hai là xây máy farm khối dung nham anh em nhá. Đây, các cái hoa hồng cứ rơi này chính là để xây cái máy farm khối dung nham đấy anh em nhá. Tôi đã muốn xây cái máy farm đấy từ lâu rồi, nhưng mà bởi vì tôi thiếu đúng cái này đấy. Nên đến tận hôm nay chúng ta mới xây đấy anh em ạ. Đấy, được rồi. Đầu tiên chúng ta làm thuốc chút nào. Đâu làm thuốc thì mình đặt vào đây nhỉ. Xong rồi thì theo tôi nhớ là nào nhỉ, để từ từ tôi xem lại tí anh em. Đúng rồi, cà rốt vàng. Đúng rồi, chúng ta đã dùng cà rốt vàng. Vì sao không được? Chúng ta còn chưa cho cái này vào mà. Rồi. Đấy, ok. Ok các em nhá, sau khi xong cái này là mình cho cà rốt vàng vào. Đấy. Và sau đó là mình sẽ làm cái mắt nhện đây anh em ạ. Đâu rồi? Cái mắt nhện thì mình sẽ cần dùng thứ nhất là mắt này. Thứ hai là nấm anh em ạ. Nấm là trong này này. Cái nấm nâu ấy nhỏ nhỏ đây rồi. Và thứ ba là mình cần dùng đường. Đường này mình cần có mía đấy. Có mía. Đây rồi, ngon quá. Ngon quá. Đây rồi. Đấy, có đường. Đấy, sau đó là mình sẽ làm mắt nhện. Mắt. Đấy, mắt nhện được lên men. Ok chưa? Đấy, xong mình cho mắt nhện lên men vào đây. Thì nó sẽ biến từ thuốc trong bóng tối, nó biến thành thuốc tàng hình anh em ạ. Rồi ok các em ơi. Sau khi xong cái này là mình sẽ cho cái bột redstone vào. Đấy, để cho tăng thời lượng anh chứ. Ok các em ơi, xong rồi. Xong thì xong nhá. Chúng ta cùng dọn đồ và chúng ta đi thôi anh em ạ. Đấy, cất mắt nhện này. Cất cái bướu này dơ đi này. Cất ấy này. Cà rốt này. Đấy. Còn nấm nữa này. Cất nấm. Ok các em ạ. Thì bây giờ ấy, chúng ta phải cầm theo một cái block cái đó. Để chúng ta chặn được bọn Piglin này các em ạ. Chứ không thì chúng nó đánh mình ghê lắm. Đấy, cầm theo cái này. Theo tôi nghĩ chắc là không cần cầm đồ vàng đâu anh em ạ. Cứ cầm cái này được rồi. Ok. Chúng ta sẵn sàng ở đây anh em ạ. Chúng ta đi thôi. Nhưng mà nói chung là nó vẫn hơi nguy hiểm anh em nhá. Nói chung là tôi vẫn có tỷ lệ chết đây anh em ạ. Tôi vẫn có tỷ lệ chết đây thì tôi cũng không biết thế nào. Nói chung là từ từ các em nhá. Cẩn thận, cẩn thận. Từ từ. Mang cả ngọc tele nữa anh em ạ. Biết đâu chốc cần ngọc tele đấy nhỉ. Đấy để tôi được rồi, tôi cầm cả vàng nữa. Biết đâu chốc có khi là mình vứt vàng cho bọn nó anh em ạ. Đấy. Cầm cả ngọc tele nữa nào. Đấy, cầm 13 ngọc đi. Rồi ok anh em ạ. Mình đi thôi. Ok các em ạ, mà trước tiên là mình cứ phải mặc cái giáp vào đã. Đấy, chứ không chốc nữa là nó có đứa nào đó ở ven đường mà đánh mình để thằng này hả? Đấy, mặc giáp vào đã. Khi nào mình tới được cái pháo đài của Piglin rồi mình mới ấy. Mày này, úi dồi ôi. Rồi, đi thôi anh em ạ. Đây thì cái pháo đài thì nó nằm phía này. Ok các em, đây này, nói này á. Nó khá gần. Ok các em nhá. Thì bây giờ chúng ta cùng vào luôn này. Bây giờ mà muốn vào vậy là mình bỏ hết giáp vào này khá là nguy hiểm. Nhưng mà trước tiên là cứ uống thuốc đã. Đấy, cứ uống thuốc đã anh em ạ. Rồi, để tôi uống cái nào. Ăn cái đã hơ. Cầu trời cầu Phật, ông trời độ con nhé. Ok các em ạ, thì trước khi bắt đầu video thì anh em đừng quên like và subscribe tôi nhé. Nó free mà nhưng mà thật sự nó ý nghĩa đối với tôi rất là nhiều anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok các em ạ, đấy, uống thuốc rồi. Phải chơi thuốc vào anh em ạ. Đấy, xong bỏ hết đồ ra nhá. Sợ quá. Cẩn thận anh em ạ, phải từ từ.
Thấy thằng nào đuổi mình là chạy luôn nhá, chứ không có đánh đâu đấy, bởi vì tôi không có mặc đồ là đánh chết tôi đấy. Đây anh em nhá, con Piglin này, dù tôi đang tàng hình đúng không, nhưng mà nếu mà tôi mà đứng gần mà nói là nó vẫn đánh tôi anh em nhá, nó rất là nguy hiểm luôn anh em ạ. À, rất là nguy hiểm đấy. Nên là bây giờ là mình phải nhẹ nhàng và mình phá cổng mình đi vào đây này. Đấy, tôi nhẹ nhàng anh em ạ, làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng, vừa làm vừa nhìn anh em ạ, chứ không còn chết đấy, chứ không chết lúc nào không biết đấy. À, ui giời ơi, sợ quá. Vì sao rào mãi mà chưa vào trong nhỉ? Từ từ anh em ạ, chặn cái đường này lại. Đấy, chặn lại cho nó an toàn, không chốc có thằng nào vào đánh mình đấy. Khối vàng này, tôi không biết tôi đào khối vàng này tôi có bị quật không nhỉ? Hơ, em chào các anh đâu rồi? Theo tôi được biết nhá, là khi mình tàng hình rồi, là khi anh mở cái này ra là mình cũng ok các em ạ, là mình cũng không bị làm sao. Ô, lời nguyền biến mất này. Á, nó sẽ không có ai đánh mình anh em ạ. Hại loài chân đốt này, hắc diện thạch này. Ái chà, có nhiều đồ quá nhờ, được rồi, để tôi chọn cái đồ nào cần thiết thì tôi sẽ cầm đi anh em ạ. Có anh nào không? Từ từ các anh nhá, em lút đồ tí thôi, em không có đánh các anh đâu. Hơ, thôi các em ạ, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Sửa chữa, ôi cần quá, tranh kiếm của mình khỏe lắm anh em ạ. Đá đen mạ vàng cái này, tôi thấy cái này được này. Được rồi, tôi sẽ cầm cái này. Đấy, tên chả cần đâu, chung là mấy cái đồ mình cũng có khá nhiều rồi anh em ạ. Để lút thêm cái này em nào. Ô, chậm hỏng à. Thực ra chậm hỏng và lời nguyền này chung là cũng chả cần đâu, anh em nhìn để hơ. Cái này của tôi gọi là quá xịn này. Hắc diện thạch khóc này. Đó, nói chung là cũng không có cái gì lắm nhỉ. Ô, có đường đi xuống hả? Không, 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 không. Để nó đi qua mềm tôi lúc thử làm sao anh em ạ. Úi dồi, các anh Piglin, vì sao mà tôi chưa thấy thằng lợn chùm nhỉ? Có gì hôm nay không? Kéo rốt vàng hả? Ngon, 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 ngon. Ôi, từ từ các anh này. Thế mà nó tưởng nó đánh mình cơ. Từ từ anh em ạ, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Có gì hôm nay không? Ô, có cái cờ hiệu này, chúng cũng được đấy. Được rồi, thì mình đổi với cái này đi. Piglin hung bạo kìa. Ôi, cái rìu vàng có sửa chữa này, đẹp phết nhở. Được rồi, tôi mang cái rìu về anh em ạ. Tôi đổi với cái này đi. À, cái này là hắc điện thạch, tôi đổi với cái này đi. Ok. Ok, còn gì nữa không nhỉ? Lời người biến mất à? Thôi, thôi, thôi. Sao cái pháo đài nó nhỏ thế à? Nó còn chỗ nào đi không? Vì sao nó bé nhỉ? Nó bé quá anh em ạ. Úi dồi ôi, nguy hiểm thế. Úi dồi ôi, hình như ở đây còn đường xuống anh em nhỉ, để tôi xuống em nào. Anh em đừng có đứng gần bọn Piglin quá nhá, anh em đứng gần là nó còn đánh anh em đấy. Cẩn thận anh em, ui dồi ôi. À được rồi, được rồi, chúng có đi lên được đấy anh em ạ, nếu vậy là mình dùng đá mình chặn vào. Đấy, mình dùng đá mình chặn vào, để cho chúng nó không đi lên được nữa. Từ từ các anh ấy, cẩn thận anh em ạ. Ôi, ôi từ từ anh ấy, mình vừa đứng gần nó là nó cũng phát hiện ra mình đấy các bạn. Bây giờ mình đánh nó là chúng nó cũng biết mình nhá. Nguy hiểm lắm đấy anh em ạ, ở dưới kia còn kìa. Hay là tôi tìm cách đó xuống nhỉ, để tôi đi vòng cái đường này em xem nào. Ôi ghê quá các bạn, chặn chặn vào. Ok. Được rồi, tôi chạy phía này em sao. Có đường đi xuống ở đây không? À có này, có này. Đi từ từ anh em ạ, đi từ từ. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Cứ để bình tĩnh anh em ạ. Úi dồi, em chào các anh. Từ từ các anh nhá. Từ từ các anh nhá. Ok các ơi. À, chào các anh. Tốt nhất là không đụng tay đụng chân với các anh ấy anh em ạ. Các anh ấy điên lên là các anh quật chết mình luôn đấy. Ô, dưới này còn đường đi xuống đấy. Còn đường xuống đấy anh em ạ, để tôi xem tôi còn tàng hình được bao nhiêu. 3 phút à? Để tôi đào cái này đi. Đào cái này cho các anh ấy đi có ra anh em ạ. Sau đó là mình mới đi xuống được. Đây tôi đào cái phế này. Tôi sợ quá anh em ạ. Sợ hơn cả khi đánh với boss luôn ấy. Đây anh em ạ, chặn chặn vào, chặn chặn vào. Ồ. Rồi, 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 rồi. Xuống nào. Ở dưới này có gì không? Cẩn thận anh em ạ, ghê quá. Cái này là một cái đường đi xuống luôn anh em ạ. Chặn chặn vào anh em ạ. Phải chặn chặn vào. Rồi. Đây anh em ạ, chúng ta sẽ cầm luôn giáp ra anh em nhá. Chốc có gì rồi mình còn mặc vào thật nhanh anh em ạ, chứ không là sợ lắm. Rồi. Có thằng nào không? Tối nhờ.
Ở đây có rương gì không? Tôi không thấy cái rương gì anh em ơi. Wow. Hình như là cứ mỗi loại pháo đài là nó sẽ gọi là khác nhau đây các em ạ. Tôi thấy cái pháo đài nó không có giống cái pháo đài mà hồi trước mà tôi đi ở trong cái quá co trước. Sao không có anh Pickley nào nhở? Mà cũng không có cái rương nào luôn. Wow, vì sao nó có các cái đường rắc rối này. Holy shit. Oh, tôi nhìn thấy cái chỗ này đặc biệt thế sao ấy anh em ạ. Ui từ từ các anh nhá, ui từ từ các anh nhá. Ui từ 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 từ. Ui chặn vào. Đây này. Anh em thấy nó có cái gì đây không? Nó có vẻ khác biệt đấy anh em ơi. Từ từ anh em ạ, để tôi nhòm tí làm sao nào. Có anh nào có thể vào đây đánh mình không? Chặn hết vào cho an toàn anh em ạ. Rồi 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 rồi. Ở trên kia nó rơi xuống được đấy. Được rồi, tôi đào chửi chỗ này em ra nào. Theo tôi biết là thỉnh thoảng là nó sẽ có vàng nó giấu ở xung quanh đây anh em nhé. Có không? Ui đấy 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 đấy. Ui tôi biết mà. Tôi biết mà. Bọn nó dậy này chúng nó giấu vàng anh em ạ. Vứt cái chai đây đi nhỉ. Cần quái thì cái chai. Đấy tôi nhặt cái này. Đá đen. À không, chả cái đá đen rồi. Nhặt vàng chứ. Ai nhặt đá đen nữa. Ui ngon quá. Ngon quá. Ok các bạn, mình xây lên được rồi. Đào trong này xem có gì không nào. Rồi, xây lên thôi anh em ạ. Còn bao nhiêu thời gian tàng hình ấy nhỉ? Để xem nào. 1 phút à? Chắc còn 30 giây là mình phải uống luôn đấy các bạn. Chứ mình đừng có để hết tàng hình chết cha đấy hờ. Được rồi, chúng ta cùng đào bên chỗ này các bạn. Đi lên không sao nào. Quýnh chào anh, từ từ anh nhá, từ từ anh nhá. Bình tĩnh anh nhá. À, Picklin, ôi, ôi, ôi. Nó mà đứng cạnh mình là nó cũng nhìn thấy mình đấy, các bạn phải cẩn thận, phải cẩn thận. Chặn vào, chặn vào, chặn vào, chặn vào, chặn vào, chặn vào, ôi rồi. Ui dồi ôi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Sao nó có cái đường này xuống căng, căng cái này. 3 mấy giây à? Ờ, ok. Vậy chắc tôi phải uống rồi. Thôi, từ từ thêm tí nữa, tham tham, tham một tí nữa. Có anh nào đây không? Có anh nào đây không? Ồ, cái chỗ này là cái chỗ nào ấy? Được rồi, tôi đứng vào góc của tôi lút. À không, từ từ đã. Trước khi lút là phải uống thuốc đã. Chứ không còn đang lút thì nó hết thuốc là chết chai ấy. Hờ. Uống. Rồi. Vứt luôn cái chai thì chả cần đâu. Chào anh đừng đánh em nhá. Ôi đừng đánh em nhá. Hờ. Gì đây? Hiệu suất 4 à? À. Tôi gộp cái này được không? À không, không được anh em ạ. Bởi vì là nó kim cương, không gộp được. À có vàng. Ui. Có vụn netherite này. Các chuyện thật khóc à? Ok, ngon. Rồi, chung là lút được cái đấy rồi. Rồi, mình đi tiếp thôi anh em ạ. Tôi chả cần quốc kim cương đâu. Quốc của tôi bá đạo quá rồi. Wow, rộng lắm anh em ơi. Nó rộng lắm. Cẩn thận nhá. Không được đi sát các anh Picklin đâu anh em ạ. Vì đi sát là các anh quật cho chết chào luôn đấy anh em ạ. Nhảy qua. Từ từ các anh nhá, mình tính các anh nhá. Có gì không? Tốc độ linh hồn à, ngon 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 ngon. Ui, từ 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 từ. Tôi đang gọi bị stress quá các bạn. Tốc độ linh hồn này, thế nếu vậy tôi sẽ bỏ cái gì qua nhỉ? Bỏ cái bỏ cái điện thoại khóc qua đi. Mà thôi, cầm cái đấy đi chứ, bỏ đá qua đi các bạn. Thế vì sao mà tôi cảm thấy nó sao tôi cảm thấy nặng nề ấy nhỉ? Thế nó cứ stress nào vậy các bạn? Ôi dồi, từ từ kìa. Rồi ôi. Ôi từ từ anh thở đã. Ôi. Hình như là cái pháo đài này nó khác đúng không? Thì tôi nhớ là nó không như là cái hồi trước. Chứ cái hồi trước là nó có một cái ở sâu dưới đáy mà đúng không? Nó có một cái chỗ nó đựng khá nhiều rương, nó ở sâu dưới đáy. Nhưng mà tôi thấy cái này có vẻ khác anh em ạ. Em chào anh. Đây là ngựa địa ngục đấy anh em. Trời ơi, cái quá co. Bao nhiêu ngày của tôi. Cẩn thận đấy các bạn, phải cẩn thận đấy. Nào, có ai ở đây không? Úi dồi, nguy hiểm thế. Sao nguy hiểm thế? Tôi xây đường qua các bạn. Ok. Ghê quá anh em ạ, tôi cứ nghe tiếng Picklin là tôi thấy sợ. Thực ra bây giờ là mình nó không có mặc đồ cái này nhá. Là Picklin bình thường nó đánh mình là mình cũng đau đấy anh em ạ. Là mình cũng bắt nửa bình đấy. Chứ đừng nói thằng Picklin chùm, nó Picklin chùm nó quật mình cái chắc là mình mất
7 trái tim đây các bạn. Nó còn gì ở lỗ đâu. Ôi nó còn đường đi rũ cho tôi rồi. Làm gì đây? Mấy cái anh loạn thì sao mấy anh cứ đùa tôi nhở? Tôi mà nhốt mấy cái vào quay cả mà hờ. Mấy cái cứ dọa rồi. Ai mà lạy luôn ấy hờ. Rồi. Ôi ôi. Ủa từ 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 từ. Ôi rồi rồi rồi. Ôi mặc vào. Ôi mặc vào chứ. Ôi giời ơi, từ từ các mày, từ từ các mày. Suýt chết đây. Suýt chết đây các bạn. Suýt chết đây, suýt chết đây, suýt chết đây. Ăn. May là tôi bình tĩnh tôi xử lý các bạn. Được rồi. Bây giờ thì lại tháo ra. Đấy. Thì mình đứng gần anh Pink lên, anh ấy nhận ra mình đấy các bạn, nguy hiểm lắm. Ơ thế cái chỗ này đâu ấy nhỉ? Nó không có cái đường ở đó à? Nó có cái đường nào? Ở đâu cái đường này là cái đường mà nãy mình lút rồi đúng không? Đúng rồi. Ôi thịt đây, vì sao mà tôi để thịt vào đấy? What the hell? Hờ. Ở trên này có gì không nhỉ? Tôi không biết trên này có cái gì không anh ạ? Hay tôi xây lên thử cái nhỉ? Thuốc còn bao nhiêu? 4 phút à? Từ từ các anh Piglin nhá, các anh bình tĩnh, các anh... Chả hiếu khách quá ấy. Đây anh ạ, để tôi xây lên đây không sao nào. Rồi. Nào, tới chưa? Sao tôi không thấy thằng Piglin chùm nhỉ? À, ủa có vàng kìa, có vàng kìa. Ôi, em xin cục vàng anh nhá. Anh Piglin nhá. Dạ em cảm ơn ạ. Ôi có vàng tiếp kìa. Từ từ ấy kìa, phải cẩn thận. Không được vui quá anh em ạ, vui quá chết cha đấy. Ủa nó rộng lắm anh em ơi. Nó rộng lắm. Xây đường qua anh em ạ. Ok. Rồi, qua đảo cái nè. Ok rồi. Ui có vàng tiếp kìa. Thế quái nào mà nhiều vàng thế, sao các anh nhiều vàng thế. Ok tôi sẽ xây đường qua kia anh em ạ. Các anh đừng thấy em nhé. Có ai không? Có ai đang nhịu? Tôi nhìn thằng em mà tôi cứ từng chùm hờ. Từ 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 anh em ạ, bình tĩnh. Cứ phải bình tĩnh anh em ạ. Rồi. Nói chung là tôi thấy là mọi chuyện hôm nay cũng khá là yên ổn đúng không? Chỉ có phạm vừa nãy suýt đi bụi thôi hờ. Rồi chúng ta ấy tí nào. Sao nó không có cái rương cả? Vì sao nó không cho tôi cái ấy à? Nó không cho tôi cái mảnh vỡ. Tôi muốn cái mảnh vỡ lắm luôn anh em ạ. Để tôi khảm vào một cái rìu hoặc là cái xẻng của tôi chứ. Nó chả cho tôi cái mảnh vỡ quái. Ôi chỗ này nó ở gần dung nham cái này. Nó có cái gì dưới này không? Từ từ anh em ạ, nếu bây giờ xuống là cũng hơi nguy hiểm. Ôi, Piglin khịt mũi một cách giận dữ, what the hell? Tôi làm gì nó không? Vì sao mà nó lại khịt mũi tôi? Xây trốn nhanh anh em ơi. Anh em đọc cái phụ đề không? Nó bảo là Piglin nó khịt mũi giận dữ anh em ạ. Tôi làm gì nó không? What the hell? Tôi có làm gì sai không? Bình tĩnh các anh ơi. Thư giãn đi các anh. Rồi ôi từ từ anh ạ, sợ quá. Sợ quá. Từ từ các anh nhá. Các anh hãy bình tĩnh. Từ từ anh em ạ. Đào đường đi qua thôi. Nó có gì không này không? Vừa đi vừa đọc cái phụ đề đây các bạn. Chỉ cần thấy nó khịt mũi giận dữ cái là mình phải chạy đấy hờ. Được rồi anh em ạ. Tôi nghĩ là như vậy là đủ rồi đấy cả. Chúng ta đi về thôi. Team tôi cũng chỉ chịu được đế này thôi anh em ạ. Đi nó chắc là tôi đột quỵ đấy hờ. Rồi, xây đường đi về đây anh em nhá. Chết cha rồi, vì sao mà thường là trong mấy cái phim kinh dị là cái lúc mà đi về cái này là sẽ có biến đấy anh em ạ. Xây đường chắn nó lại. Ok. Đấy, đi về thôi. Các anh tha cho em nhé, bây giờ em đi về rồi. Các anh đừng có đánh em nhá. Các anh đừng đánh em nhá. Có anh nào không? Còn bao nhiêu ấy nhỉ? Còn có 40 giây thôi anh em ạ. Bây giờ mình đi đường nào về nhỉ? Từ từ anh em ạ, để tôi xem thử cái tọa độ của nhà tôi nào. Từ từ. Mình uống thêm thuốc đi. Đấy, mình uống thêm đi cho an toàn anh em ạ. Ok. Tọa độ ở nhà tôi là 74 rồi thì bao nhiêu ấy?
Đây là 17 và 117, tôi đi phía này nhỉ? À, có vẻ là tôi đi phía này đây các bạn. Được rồi, tôi đào đường rồi đi lên thôi. Chào các anh nhé, chào các anh nhé, chào các anh. Chào các anh. Tạm biệt các anh nhé. Đấy, phá lên đi nào. Ờ, phá lên, phá lên, phá lên, phá lên. Ok rồi. Ôi, có vàng, có vàng, có vàng. Tham thêm tí anh em ạ. Đã tham rồi, phải tham thêm một tí nữa. Ờ, cho em xin thêm khối anh nhá. Thêm một khối thôi. Thề với các anh, đây khối cuối cùng anh em ạ. Rồi, 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 rồi. Em cảm ơn các anh nhá. Ôi, Piglin thì mỗi một cách dần rồi. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Từ anh ơi, anh ơi, anh ơi. Mặc đồ vào, mặc đồ vào. Ôi rồi. Ôi rồi. À, chúng mày láo à, chúng mày láo à. Nào, qua đây. Qua đây, ơi, thằng nào đánh tôi đây. Ôi chết chết rồi. Đây là đường cu rồi, ăn 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 ăn. Ăn từ từ anh ơi. Từ từ anh ơi. Từ từ anh. Thế bây giờ sao nhỉ? Ôi chạy 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 chạy. Ôi từ từ anh em ạ, không sao. Nói chung là giáp của mình khỏe lắm. Đây, đào đường nó chạy qua đây. Chúng là các anh làm sao mà chơi được với tôi ấy. Vào đây các anh, ôi dồi ôi. Hả? Đây, bây giờ tìm đường về thôi anh em ạ. Căng quá. Tôi đào khối vàng rồi mà sao các anh căng ấy nhở? Có anh nào lưỡi mê không? À, anh em ở chân của các anh không? Ôi dồi ôi, tụ tập ở đây đi nhá. À, hay là tôi nhân cơ hội cho đổi đồ với các anh ấy tí nhỉ? Ngon, đổi đồ với các anh luôn. Chào các anh có... À, đây, anh xuống lỗ cho em. Ôi, từ từ nào. Úi dồi, từ từ anh ấy, từ từ anh ấy. Úi dồi, từ từ anh em ạ. Úi dồi, căng quá. Nào đi vào nè, đi vào, đi vào, đi vào, vào. Ok các bạn. Rồi các bạn, thôi. Nói chung là cái bọn này nó mất dạy lắm. Kệ bọn nó đi. Để tôi đào thẳng lên trên này, tôi tìm đường về các bạn. Căng quá. Được rồi, chúng ta đã xong cái gọi là cái pháo đài một cách gọi là không phải là tốt nhất nhưng mà cũng là tốt đẹp của đây các bạn. Không chết là quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Thế bây giờ mình đi đường về, mình đi đường nào nhỉ? Đi đường về, mình đi đường nào ta? Được rồi các bạn, đợi tí tôi tìm về các bạn nhá. Ok các bạn ơi, tôi đào qua được cái đường nào rồi này. Đó, ui con gác kìa, con gác kìa. Cung đâu rồi? Nỏ. Nào, con gác đâu rồi? Đây các bạn, nếu mà theo tôi biết là mình cứ đi thẳng cái phía này mình về đấy. Bởi vì tôi xem tọa độ ấy. Đó. Ui, từ từ anh các bạn. Ghê quá. Có cái gì không? Ôi dồi ôi. Chơi kiểu gì đấy? Ôi dồi ôi. Chơi kiểu gì này? Tính học hỏi Dream nhưng không được ấy các bạn. Căng quá. Nhưng mà nói chung là giáp của tôi cũng khỏe. May mắn. Ok các bạn. Về thôi. Ôi vì sao mà tôi không làm được theo kiểu của Dream nó làm nhỉ? Ôi dồi ôi. Ok các bạn. Đây là series nút chế hát coi nhau nhá. Ok các em ạ, để từ từ tôi cứ đi cái phía này tôi xem thử em tôi có về được không nhá. À đây rồi, đấy cái nhà mình cái này. Hả, ngon quá các em ơi. Đây này đấy, cái nhà mình đây. Có con nào xung quanh đây không? Đừng có con nào đánh tao nhá. Rồi, đấy, mình xây đường rồi mình đi về thôi các em ạ. Ok ok. Ngon rồi đây các bạn. Về rồi. Thành công rồi, thành công rồi, thành công rồi. Hả? Ok các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ về tôi dọn đồ và sau đó là tôi sẽ chuẩn bị đồ và mình quay lại đây và mình xây máy farm khối dung nham anh em nhá. Ok anh em ơi. Thì là nếu mà mình cần muốn xây cái máy farm khối dung nham này thì là mình phải cần rất là nhiều sắt anh em ạ. Và tôi đã tính toán ra bao nhiêu cục sắt rồi. Đó là mình cần 25 cục sắt. Và thật sự là bây giờ này, anh em thấy cái máy farm của tôi, tôi không biết là cái máy farm sắt này của tôi nó bị làm sao. Nhưng mà nó không hoạt động nữa hay sao anh em ạ? Đây này, tôi lên tôi check thử nhưng mà tôi thấy nó không hoạt động nữa hay sao ấy. Đấy. Nó không tạo được thêm một cục sắt nữa anh em ạ. Nên là tôi nghĩ là chắc là tại vì tôi xây cả các doanh trại ấy, nên là chắc ở bên dưới kia nó có đủ golem rồi ấy. Nên là bên trên này nó không tạo ra golem nữa. Nên là tôi nghĩ là có thể là buổi sau tôi sẽ xây một máy farm sắt cải tiến anh em nhé.
bởi vì là cái máy pha mà nó hỏng rồi ha, nó không hoạt động nữa rồi ha. Hả? Ok anh em ạ, nên là bây giờ ấy, để mà đi đào được 25 cái khối sắt ấy là nó rất là lâu, nên tôi quyết định là tôi sẽ xin tí sắt ở cái beacon anh em ạ. Thôi chấp nhận anh em ạ, chứ thực ra là sức mạnh và hồi phục là mình cũng cần đâu, vì mình ở trong cái doanh trại của mình mà đúng không, cần quá thì đúng không, chả cần đâu. Đấy, xuống đào đi thôi anh em ạ, anh xin em nhá cái beacon nhá. Ấy, khi nào mà tôi có cái máy phăm sắt khác và tôi có đủ sắt rồi, tôi sẽ lại xuống đây và tôi làm lại cái beacon đấy anh em ạ. À, beacon là cái đèn hiệu đây anh em ạ. À, được rồi, chúng ta cần 25 khối sắt anh em nhá. Bao nhiêu rồi? 15 rồi. Đấy. Nào. Bao nhiêu rồi? 21 rồi. Úi dồi, anh dân làng ơi, đừng, anh đừng có xuống cái nữa mấy anh ơi. 24 khối rồi. Đây, bao nhiêu rồi? 25 khối, được rồi anh ấy. Anh vào trong này cho em anh ấy. Đi vào đi anh ấy. Đi vào trong. Khổ lắm anh em ạ. Chả hiểu sao mấy anh dân làng ở trong này mấy anh cứ thích xuống đây làm gì à. Đấy, xây lấp lại anh em ạ. Đây, lấp cái này lại, lấp cái này lại. Anh xuống đấy anh nhá. Đấy, để tôi đi lên anh em ạ. Đi lên và sau đó tôi sẽ grab nốt đồ anh em ạ. Và sau đó chúng ta xây được cái máy farm rồi. Lại có một anh dân làng nữa xuống anh em ạ. Vào đây kì. Đi vào đây kì. Tôi không hiểu sao mà mấy anh dân làng khá là ngoan anh em ạ. Thật sự tôi không hiểu sao đấy. Tôi vừa đào cái lỗ cái là mấy anh ấy tự vào luôn. Mấy anh cũng nhận ngoan thật. Chắc là mấy anh không muốn chết đấy anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi chuẩn bị xong hết đồ rồi anh em ạ. Đây, anh em có thể thấy ở trong nhà rồi, tôi cũng thay đổi đây đúng không? Có khá nhiều lò nung. Đấy. Và đây, tôi đã xây thêm một vài cái rương ở đây. Đó, bởi vì là cái rương địa ngục là nó quá là ấy anh em ạ, nó quá là đầy nên là tôi phải tách ra làm hai cái rương luôn đó. Đấy. Đây anh em nhá. Và cái đèn hiệu tôi đã mang vào và tôi để tạm ở đây rồi ha. Nhiều lò nung cái này là bởi vì tôi nung kính ấy anh em. Đấy. Tôi nung cát. Đấy, tôi nung cát, mình cần khá nhiều kính để mình xây được cái máy pha này anh em nhá. Đây. Và đây là cái số đồ mà tôi đã chuẩn bị đây. Đấy. Anh em nhìn nhiều không? Đây nhá, để tôi kể cho anh em lịch sử của từng cái đồ mà tôi đã chuẩn bị anh em nhá. Một đống đá này này, rất may là đã có thằng con gọi là tuyệt vời của tôi, đó chính là cái máy phăm đá đấy, đã cho tôi rất là nhiều ha. Quá tuyệt. Đây, khối sắt này là mình lấy từ cái đèn hiệu đấy. Hàng rào sắt cũng từ đèn hiệu luôn. Xe mỏ có phễu và phễu này cũng đều từ đèn hiệu đây các bạn, đều từ 25 cái khối sắt vừa nãy đấy. Ha. Wow, wizard này là hôm qua mình có này. À, thì là hôm trước mình đánh mấy con wizard đấy. À, cát linh hồn này là tôi đào đây. À, chung là cũng dễ. Đấy, nói chung là mấy cái này đều dễ này. Cái rương này đi ấy rồi. À, cái rương này chặt cây có. Đấy, cái bí ngô được khắc này nhá, là tôi phải chạy qua cái tròi của bọn cướp đấy. À, bởi vì tròi của bọn cướp là nó có hai cái hình nộm đấy. À, nó có hai cái đầu bí ngô tôi phải lấy, bởi vì nhà tôi là không có hạt giống bí ngô anh em ạ. Đấy, cái đường ray tăng tốc này là mình cần có vàng thì tôi cũng có vàng anh em ạ, cũng may mắn đó. Thốn nhất tệ là cái đống này thôi. À, mình phải hy sinh cái đèn hiệu của mình đấy anh em ạ. Ok, bây giờ tôi đã cầm hết cái đống này nhá, và cầm hết tất cả những cái kính ở trong các cái lò nung này của tôi và cho địa ngục, và bắt đầu chúng ta sẽ được xây máy farm rồi anh em ạ. Rồi anh em ơi, tôi đã mang hết đồ vào trong địa ngục rồi anh em ạ. Đây, và tôi đã mang trên nóc địa ngục nó rồi. Đó, thì mình muốn xây cái máy farm khối dung nham là mình phải xây trên nóc anh em nhá. Đó, và mình phải xây nó ở khu tán tích. Đó, thì rất là may là gần nhà mình nó có khu tán tích đây anh em ạ. Đây, đấy, cổng địa ngục của nhà mình là ngay phía đó đấy. Đây, tôi cho anh em xem. Đấy, anh em thấy cái cổng chưa? À, đấy, chính là cái cổng ấy. Ok chưa ha? Tôi cho thấp xuống anh em ạ, chứ không có lag ấy. Đấy, rồi, 7 thôi. Ok nhá. Bây giờ chúng ta muốn xây này là chúng ta phải dùng có đá này. Đấy, và dùng rương này, ok chưa? Chúng ta xây rương trước. Đúng không? Nói chung là làm cái gì là cũng có phải rương trước đúng không? Xem thử xem là chúng phải đóng cái tiền trước đúng không? Ok anh em nhá. Chúng ta xây ra 9 cái rương dài nối tiếp nhau anh em nhá. Ok anh em ạ, sau khi anh em xong cái này là bây giờ là chúng ta sẽ trèo lên trên mấy cái rương này này. Đấy, để chúng ta đặt cái phễu. Phễu đâu rồi? Đây, chính cái phễu này rồi. Nào, đấy, ta đặt cái phễu lên trên đầu từng cái rương anh em ạ. Ok, sau khi mà xong cái này chúng ta sẽ dùng đá anh em ạ, rất là nhiều đá đây. Đấy, thế nhưng mà cái này cũng gọi là nhiều vừa vừa thôi, chứ cũng chưa phải đến nỗi là gọi rất là nhiều đâu. Nhiều vừa vừa đá thôi nhá. Chúng ta sẽ xây ra
8 ô anh em nhá. 2 rồi này. 3 4 5 5 6 7 8. Ok các bạn ạ. Sau chúng ta xây ngang qua này 9. Đó. Nó là hình chữ nhật 8 x 9 đấy. Sau đó chúng ta lấp đầy cái đáy luôn anh em nhá. Ok các bạn ạ. Sau khi xong cái này là chúng ta sẽ đặt đến đường ray các bạn ạ. Đấy, đặt đến đường ray và đặt đến xe mỏ. Đâu rồi cái đường ray của tôi rồi. Đường ray tăng tốc và đường ray nhá. Cầm hết cả xe mỏ lên luôn anh em ạ. Ok, chốc đặt luôn đúng không? Tiện, đấy, mình đỡ phải chạy đi chạy xuống. Đây, thì đường ray chúng ta đặt như này anh em ạ. Chúng ta sẽ đặt ba cái đường ray tăng tốc là nó nằm ở đây này. Ba cái luôn, ok chưa? Bên này ba cái luôn. Đấy. Và giữa này là đường ray bình thường. Đó, chúng ta cứ làm như vậy với cả 9 cái bên này luôn anh em ạ. Ok các em ạ, sau khi mà anh em đặt đá xong là anh em sẽ dùng cái cần gạt nhá. Và anh em đặt ở bên dưới. Đây, cần gạt đây. Đâu rồi, 18 cái đây. Đó. Chúng ta sẽ đặt nó ở bên dưới để chúng ta mở cái đường ray gọi là tốc độ đấy. Đó, đặt ở đây này anh em ạ. Nhưng mà theo tôi nhớ là vậy. Ok, sau đó mình cũng đặt như vậy với cái bên này anh em ạ. Cái bên này là mình đặt nó ở đây này. Đó. Ok anh em ạ, sau đó mình mở hết cần gạt ra nhá. Ok anh em, sau khi mở xong này nhá, bây giờ là mình lên là mình đặt cái xe mỏ này, chắc chắn là anh em thích luôn, đẹp lắm hả? Hay thì từ xây đường lên cả. Ok. Đấy, bây giờ là các cái đường ray tăng tốc là nó đều được gọi là đều được mở ra hết rồi. Đấy, bây giờ mình đặt vào các bạn, đẹp lắm. Đây, cho anh em xem. Đấy. Nào. Anh em thấy hay không? Tôi trông cứ như là trò chơi trẻ con anh em nhỉ. Trông có giống là mấy cái khu vui chơi trẻ con ấy. Ok các bạn, sau khi anh em xong cái này là bây giờ chúng ta dùng cát linh hồn và dùng đến hoa hồng Wither đấy. Đâu rồi? Đây rồi. À, chúng ta trèo lên. Sau đó chúng ta sẽ đặt nó ở trên cái xe mỏ anh em ạ. Đặt nó ở cái block phía bên trên cái xe mỏ. Đây, là như này này. Từ từ. Đấy. Sau đó là mình kéo dài qua rồi mình bao phủ phía bên trên anh em ạ. Sau đó là mình sẽ đặt hoa hồng ở trên cái cát linh hồn này là được. Rồi anh em ạ, đây tôi đã xong rồi đây. Đó. Đây tôi đặt nốt cái này xong này. Đấy, xuống. Đấy. Là mình cần chung là cũng tầm 81 cái đấy. Đó. Hôm qua tôi chuẩn bị khá đủ anh em ạ. Hay kiểu hôm nay anh với Wither đấy. Được rồi, bây giờ nhá. Là mình sẽ dùng cái thủy tinh anh em ạ. Đây, chúng mình sẽ dùng cái thủy tinh rồi. Đó. Chúng ta đã xây cái này anh em nhá. Đầu tiên là tôi phải đi lên ta. Đấy, đi lên đã nào. Ok. Sau đó là chúng ta dùng một cái block gì đó này. Đặt vào đây. Đấy. Sau chúng ta xây kính lên. Đó. Xây 5 tầng kính anh em nhá. Xây 5 tầng kính và sau đó là bao xung quanh cả chỗ này. Rồi ok các em ơi. Tôi xây xong rồi đây. Đó. Bởi vì tôi có bản Optify nên là trông nó khá là đẹp anh em nhỉ. Đó. Thì nó không có mấy cái viền nữa nên là trông khá là đẹp. Đấy, ok anh em nhá. Sau khi xong cái này nhá, là mình chưa xong máy phao đâu anh em ạ. Còn lâu, còn lâu. Đây, mình phải xây đường để mình đi lên bên trên. Đó, được chưa? Tôi xây đường và đi lên bên trên đấy anh em ạ. Đó. Sau đó là cứ mỗi bên cạnh là mình sẽ xây ra 12 ô anh em nhá. Đúng là 11 ô đấy, nhưng mình xây ở chính giữa là 12 ô. Đây, ô ở chính giữa đúng không? Đúng không? Hey. Ok, ô ở chính giữa anh em nhá. Xây lên một cái này. À, là một ô rồi nhá. Đấy, bây giờ này. 2 này. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó. Cả ba bên còn lại mình đều làm như vậy các em nhá. Ok các em, sau khi xong cái này là bây giờ sẽ tới một cái phần mà nó hơi rắc rối tí này cả. À, chúng ta ra ở phía đầu của một cái này. Sau đó chúng ta xây ra 4 ô các bạn. 1 2 3 4. À, sau đó chúng ta xây vào đây à. À, mình xây quanh ở phía này. Mình xây thành hình tròn đấy các bạn. Mình xây ra 2 cái. 2 cái ok chưa? Xây quanh vào tiếp. À, 2 cái tiếp. Đấy, quanh vào tiếp. 2 cái tiếp anh em ạ. Ok chưa? Xong lại quanh vào, nhưng mà cái này 1 cái thôi. 1 cái thôi ok chưa?
Đấy, xong rồi mình quành vào. Rồi mình quành ở đây. À, rồi mình như này. Đấy. Đâu rồi? Thì là cái video xây này là tôi học hỏi trên mạng anh em nhá. Nên là anh em xem tôi, anh em thấy hơi rối thì anh em cứ vào cái video của tôi ấy. À, thì anh em cứ vào cái video mà tôi chia sẻ phần description ấy. À, rồi anh em hãy xem, là anh em xem được họ xây thôi. À, mình xây cái này để mình tạo ra cái viền hình tròn đấy. Đấy, hai ô này, xong mình ngang qua tiếp này. Hai ô tiếp này. Xong rồi cuối cùng thì là bốn ô. Tôi không biết có đúng không? À đúng rồi này. May quá. Ê. À, 1 2 rồi này. 3 4 á, tôi xây thành công anh em ạ. À, chúng ta làm y nguyên như vậy với cả ba cái phía còn lại anh em ạ. Rồi ok anh em ơi. Sau khi mà anh em xong cả bốn phía này rồi thì anh em sẽ lấp đầy hết cái đáy này luôn nhá. À, và chỉ chừa ra mỗi cái hình chữ nhật 8 x 9 này thôi. À, mình sẽ không lấp cái chỗ này. Ok anh em nhá. Rồi ok anh em ơi. Tôi đã xong rồi đây. À, sau khi mà anh em xong như này nhá. Đấy, anh em có thể thấy là nó khá là tốn đá của tôi đấy đúng không? Khá là tốn đấy anh em ạ. Đấy, sau khi anh em đã xong cái này rồi, anh em sẽ vào vị trí chính giữa ở đây này. Đó. Anh em xây ra 4 ô. 1 2 3 3 4 5 ô các bạn nhá. 5 ô. Ok. Đó, sau khi 5 ô nhá thì anh em xây được 1 ô. Ok chưa? Xong rồi anh em dùng những cái hàng rào sắt này này. Đó. Anh em rào xung quanh cái ô này lại. Đấy, rào lại như này. Đó. Từ từ phải cẩn thận chứ không mà rơi xuống dưới cái chỗ hoa hồng kia chết cha đấy. Mình mà dẫm phải hoa hồng là mình bị độc luôn đấy anh em. À, đây này. Nào. Ngang ra nào. Đâu rồi. Ok. Sau khi xong này anh em nhá. Là mình phá cục ở giữa đi. Đấy. Xong rồi mình phá bốn cái cục này đi. Mình chỉ để đúng cái cục ở giữa thôi. Ok các bạn. Sau khi mà anh em xong cái này nhá, là anh em sẽ vào vị trí này. Đấy, vào cái viền này và anh em xây lên ba ô. Chứ mình sẽ xây một cái tường kính nó bao xung quanh cả cái này luôn. Và nó cao 3 ô anh em nhé. Rồi ok anh em ơi. Sau khi mà anh em xong cái này nhá, thì bây giờ là anh em sẽ tiếp tục dùng đá này. À, và mình làm thêm một tầng nữa y hệt cho cái tầng dưới này luôn, thì mình cũng để chống ở chỗ này luôn. À, và sau khi mình làm xong cái tầng ấy là mình sẽ lại xây tường kính lên cái tường ấy luôn. À, đây. À, cái máy pha này nó không khó, xây nó không khó anh em ạ, các cái bước nó rất là đơn giản, nhưng mà khó cái đó là xây lâu. À, ok anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi xây xong cái máy rồi đây. À, thì là vừa nãy cái đoạn mà tôi chỉ cho anh em về cách xây cái máy thì là tự nhiên cái phần mềm OBS của tôi nó lại bị đơ ra anh em ạ. À, nó không quay được hả? Đây. Thì anh em phải nhìn thấy là cái máy chúng ta xây này anh em nhá. Chúng ta xây ra ở giữa là cách là một ô này hả? Còn ở các bên cạnh là cách là hai ô là được. Hả? Xây này là để mình tránh để mình không cho con gas nó spawn ra đây kìa. Hả? Úi dồi ôi. Hả? Tôi vẫn còn hơi gà hả? Ok anh em ạ. Thế này là cũng gọi là mình đã suýt xong rồi đấy anh em ạ. Được rồi nhá. Bây giờ mình phá này đi. Cột này, cột vào này tôi xây tôi lên đấy. Phá nó luôn đi. Ok chưa? Phá mấy cái đúc mà tôi cắm ở đây đi anh em ạ. Ok anh em, sau khi mà anh em phá xong rồi ấy, chúng ta ở đây trên này nhá. Ok chưa? Chúng ta chạy vào giữa. Cẩn thận đây các bạn chứ không mà rơi vào cái chỗ hoa kia chết ấy. Chúng ta đứng ở giữa nhá. Và chúng ta triệu hồi ra con golem anh em ạ. À, bởi vì là cái con khối dung nham mà nó cũng ghét con golem. Đó, nên là mình cũng sẽ gọi là dùng golem để mình dụ nó. Ok chưa? Đặt vào. Đấy, thuê người giúp đỡ mới ghê chưa. Ok anh em nhá. Sau khi mà xong ngày nhá, là bây giờ là mình sẽ đi vào giữa này này. Đấy, mình đã xây một cái block ra để mình đi vào giữa. Đấy, xây chéo cũng được. À, chốc ra mình phá đi em à. Ok chưa, và bây giờ mình đặt đá. Đấy. Thì vừa nãy tôi không đặt là bởi vì tôi muốn cho golem nó rơi xuống cái tầng bên dưới trước ấy. Đó. Xong bây giờ là mình phá này đi này. Đấy, mình xong này rồi. Phá đi. Xong mình qua bên kia. Đấy. Mình lại đi lên trên tầng. À, và bây giờ là mình sẽ làm ra một anh golem nó ở cái tầng 2 thôi. À, thì mình chắc nó lại rồi mà. Đặt vào này. Đặt vào. Đặt vào. Đấy. Ok anh em. Thế là chúng ta xong cái máy farm rồi đấy. Thế nhưng mà thực ra là anh em có thể thiếu thiếu cái gì không? Đúng rồi anh em ạ. Nó thiếu cái chỗ mình AFK để mình farm ấy đúng không? À,
Nên là bây giờ là anh em phải đứng đúng ở đây này. Ok chưa? Xong rồi anh em xây lên đúng 112 block anh em nhá. Một này. Từ từ. Tôi dùng máy tính, tính đi. Đây, chúng ta đang ở tầng thứ bao nhiêu? Vì sao tôi nhìn vào cái này thì cái bên phải thì nó cứ ra phô chu với cái gì cơ? Chả hiểu. Nào, tầng 144 anh em ạ. 144 cộng với 112 là ra 256 anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ xây lên tầng thứ 256. Ấy chà, cao phết đấy anh em ạ. Ok, xây lên thôi anh em ạ. Ok anh em, sau khi mà anh em tới đây rồi này á, thì là anh em sẽ khá là mù mịt đúng không, anh không thấy cái gì đúng không? À được rồi, thì tôi sẽ cho cái này lên cao để cho anh em có thể thấy được bên dưới nhá. Nào, tải ra bên dưới nào. Tải được không? Ồ, cao vậy rồi mà vẫn chưa nhìn thấy bên dưới đây anh em ạ. Thì cho cao thôi, 41 đi. Nào, có nhìn gì chưa? Không nhìn gì luôn à? Wow. Cao nữa đi em nào. Vì sao mà cho cao như vậy rồi mà sao? Ôi nó hơi lag anh em ạ, nó hơi lag ấy. Nào, nói chung là không thấy gì anh em ạ. Thôi, cho nhỏ đi nhá. Đấy, tôi nghĩ chắc là do sương mù đấy. Chắc là do cái trò tàn đấy. Thì anh em thấy nó khá là mù mịt đấy các bạn. Sau khi tới đây nhá, là anh em xây ra 4 block. 1 2 3, phải cẩn thận đấy các bạn ạ. 4 và block số 5. Ok anh em nhá. Đây, ở đúng block số 5 anh em nhá. Là anh em sẽ xây ra một cái chỗ để mình đứng farm đấy. Đấy, mình sẽ đứng đúng vào cái ô chính giữa luôn. Cái ô này. À, tôi cắm cái đuốc vào. Ok chưa? Wow, dưới hạn chiều cao luôn rồi anh em ạ. Tôi đạt từ dưới hạn chiều cao luôn rồi ha. Wow. Ok. Đấy, sau khi tới đây rồi anh em nhá, thì là bây giờ là tôi sẽ phá cái cột đấy đi. Đấy, phá cái cột đấy đi. Thực ra là mình cứ đứng ở đây được rồi đấy anh em ạ. À, và để cái nào là tôi apply rồi thì tôi xây cái đường thì tôi đi chéo từ dưới cái đất địa ngục tôi đi lên đây là được. À, ok. Bây giờ tôi sẽ đứng ở đây AFK thử tầm 15 phút anh em nhé. À 10 phút anh em nhé. Đấy, để xem thử xem là chúng ta sẽ được bao nhiêu cái gọi là cái dung nham anh em nhé. À đây đúng rồi anh em ạ. Nếu mà anh em thấy ơi thiếu đúng không, tôi sẽ vào một hình ảnh. À, và tôi sẽ chỉnh cái đào ấy nhỉ. Thì trước là tôi có chỉnh cái đào đó thì nó xuống gọi là xuống thấp nhất ấy. Đâu ấy nhỉ, bóng thực thể bật à? Có đúng không? Có phải cái này không? À không không, thế nó là cái hiệu ứng gì ấy. Nó là cái hiệu ứng gì thì hồi trước thì tôi chỉnh nó hướng thấp nhất đấy. Đâu ấy nhở? Lạ nhở, thì là cái hiệu ứng bong bóng gì ấy. Ấy ấy, nhầm cái gì đấy. Rồi tự động chứ hả? Lạ nhở. Chung một kệ ơi đi anh em ạ. Chung một kệ đi nhá. À đây anh em ạ. Chúng ta sẽ vào cái phần này nhá. Phần animation đó. Hạt hiệu ứng cái này đó, tôi cho tất cả thì anh em sẽ nhìn được cái bụi cho tàn đấy. Để vì là hồi trước là tôi ở cái máy farm giám hộ ấy đó, thì là nó có nhiều cái bong bóng ở dưới biển quá ấy, nên là tôi mới để nó xuống tối thiểu thì cho máy tôi không lag ấy. Á được rồi, giờ tôi sẽ áp cả đây 10 phút anh em nhá. Ok anh em ơi, nó cũng được tầm gần 10 phút rồi đấy, chắc là 9 phút rưỡi rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ phải đào cái đường này tôi đi xuống anh em ạ, bởi vì tôi không có cánh. Đó, sau này mẹ đê để phá cái đường này đi luôn. Đấy, từ từ tôi nhớ cái chỗ này anh em ạ. Đâu, chụp cái nào. Ok, đó, sau đó trong khoảng thời gian offline thì tôi sẽ xây cái đường để tôi đi lên trên đấy. Đấy, bây giờ tôi đào xuống thôi anh em ạ. Ok anh em ơi, mình sắp xuống cái nơi rồi đây. Đấy, nó có... Ủa, từ từ các anh ấy. Nào, phá đi. Đấy, anh vào đi. Đấy. Ok anh em ạ, bây giờ tôi sẽ xuống rồi. Xuống check thử em trong cái rương là mình được bao nhiêu rồi nhá. Ui rồi. Đó. Nào,
Đâu? Cái đường nào? Ơ? Đâu rồi? Cái đường nào nhỉ? Ơ? Ê? Ơ lạ nhỉ? Vì sao mà nó lại không vào cái đường của tôi anh em nhỉ? What the hell? What? Từ từ anh em ạ, để tôi check thử nào. Thú vị nhỉ? Nếu mà theo tôi được biết thì là nó phải có đầy trong mấy cái rương ấy chứ nhỉ? Đâu để tôi nhòm thử xem là mấy cái xe mỏ chúng nó có thu thập mấy cái mà cái con này nó rơi ra không? Rơi ra đi! Thế nó có rơi ra cái gì không? Chết thì nó có rơi ra cái gì không? Lạ nhỉ? Nó đúng mà! Đáng ra là các xe mỏ nó thu thập đấy. Không là xong đó là nó đổ vào rương hết ta. Vì sao mà nó lại không đổ vào rương nhỉ? Thú vị thật anh em ạ, để từ từ tôi phá thử một cái xe mỏ ra, tôi nhòm xem bên trong có cái gì nào. What the hell? Xe. À đây, đây, đây. Tôi sẽ dừng cái này lại. Đấy, dừng cái này lại. Ok chưa, dừng cái này lại, sau đó là tôi lên tôi xem thử làm sao nào. Xe. Ô đấy, có khá là nhiều đấy anh em đây này. Hả? À? Có khá là nhiều cái kem dung nham mà tôi không hiểu sao mà nó lại không vào đây nhỉ? Hay là người ta sửa cái này rồi à? Hay là người ta sửa cái cơ chế này rồi à? Lạ nhỉ? Vì sao lại không vào đây anh em nhỉ? Chắc cả đợi tí để tôi thử sửa anh em nhá. Ok anh em ơi, tôi đã sửa xong cái máy ở đây anh em ạ. Hoạt động rồi. Thì đơn giản là như này anh em nhá. Đây, tôi đã về nhà và tôi đã grab thêm 9 cái đường ray tăng tốc. Đấy, và tôi kéo dài cái bên này qua. Nên là anh em có thể nhìn thấy là có 4 cái đường ray tăng tốc ở đây này. Đấy, nó không còn là 3 nữa. Đấy, và cái lý do tại sao mà như vậy ấy, anh em ạ, là để tôi đưa cái phễu vào này, nó tránh ra xa khỏi cái công tắc. Bởi vì nhá, nếu mà cái phễu ở đây này đó, thì cái công tắc nó sẽ ảnh hưởng tới cái phễu. Bật công tắc lên là nó khóa cái phễu lại. Đấy, nên đơn giản là mình dịch cái phễu ra xa rồi. Đó, và cái lý do tại sao mà ở đây nó phải thủy tinh này mà không phải là đá, là bởi vì là nếu mà mình để đá ở đây này là mình không thể mở được các cái rương. Đấy, thế nên là để thủy tinh vào. Đấy, đơn giản như vậy thôi anh em ạ. Đây, tôi sẽ cho anh em xem thành quả mà tôi farm luôn. Đấy, tôi sẽ bỏ hết mấy cái cục kem dung nham này. Đấy, bỏ hết nhé cục kem dung nham này vào một cái rương để cho anh em xem. Đấy, nhiều lắm anh em ạ. Anh em có thể nhìn thấy là tôi cầm khá là nhiều, có 10 phút của tôi đấy. Đó, thế này là rất là ngon anh em nhá. Tôi xây cái máy farm khối dung nham này này là có mục đích cả anh em ạ. Những cái kem dung nham này này nhá, là sau này là mình tạo ra được khối dung nham, à khối magma đấy, magma block đấy, khối nham thạch đấy. Và tập sau là có khả năng là, à không, tập sau là tôi sẽ xây máy farm sắt mà đúng không? À, tương lai là tôi sẽ xây máy farm mà gọi là cực kỳ bá đạo anh em nhá. Ok các bạn, thì tôi nghĩ là tập hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Hôm nay chúng ta đã gọi là đi vào trong cái pháo đài của Piglin để ăn cướp rồi đấy, và sau đó là chúng ta gọi là thoát ra an toàn luôn à. Và chúng ta còn xây được một cái máy farm gọi là bự chà đá luôn anh em ạ, quá to. Đấy, ok anh em ạ, cảm ơn anh em rất là nhiều với xem đến tận đây nhá. Hẹn gặp lại anh em buổi sau. Yêu anh em rất là nhiều.